Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin tẩy Gioan tẩy giả đã chết, thì người rời khỏi nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: nơi đây là hoang địa mà giờ đã về chiều, xin Thầy dạy tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính chào quý ông bà anh chị em. Trong gia đình, để chuẩn bị cho một bữa ăn, người nội trợ phải mất tương đối nhiều thời gian. Đi chợ, nấu ăn, dọn bàn, ăn, dọn dẹp và rửa chén. Nếu phải dọn một bữa ăn cho 10 người, tính ra cũng một mâm. Một người cần 3 giờ để chuẩn bị, tức là nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Nếu phải dọn cho 100 người ăn, tức là 10 mâm. 6 người cần 3 đến 4 giờ để chuẩn bị. Nếu phải dọn cho 1.000 người ăn, 100 mâm. 30 người cần 3 đến 4 giờ để chuẩn bị. Nếu phải chuẩn bị cho 5.000 người ăn, tức là 500 mâm, thì cần khoảng 150 người và biết bao nhiêu các cái phương tiện kéo theo. Thưa anh chị em, tôi phải cúi đầu bái phục cái khả năng lãnh đạo rất tuyệt vời của Chúa Giêsu, một mình điều khiển đám đông hơn 5.000 người, tổ chức cho họ ăn có trật tự và ai cũng được ăn no. Rồi ăn xong, còn Ngài còn cẩn thận kêu các môn đệ thu lại những miếng bánh vụn được 12 thúng. Thật kỳ diệu. Và sự kỳ diệu ấy đã được Thánh Matthêu diễn tả qua 3 chữ: chạnh lòng thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cụm từ chạnh lòng thương là 3 cái chữ gắn liền với cuộc đời của Chúa Giêsu. Chạnh lòng thương nó diễn tả hành động yêu thương của Thiên Chúa trước sự bơ vơ, cô đơn, đau khổ, bệnh tật và cái chết của con người. Anh chị em đọc tin mừng chúng ta sẽ thấy rõ. Ra khỏi thành Jericho, gặp 2 người mù, Chúa đã chạnh lòng thương. Khi thấy đám đông dân chúng bơ vơ, không người chăn dắt,
Chúa đã chạnh lòng thương. Thấy Maria và những người theo cô khóc vì cái chết của Lazaro, Chúa đã chạnh lòng thương và thổn thức. Thấy những người đau khổ đến với mình, Chúa cũng chạnh lòng thương họ. Hành động nhân ái của Chúa Giêsu xuất phát từ tình thương xót, lòng thương xót của Thiên Chúa, từ trái tim mục tử nhân hậu của Ngài. Vì thế, cả cuộc đời của Chúa Giêsu gắn liền với việc rao giảng nước trời, chữa bệnh, làm các phép lạ và chết trên thập giá để cứu con người. Ngài chạnh lòng thương nhân loại. Chúng ta có thể nói chạnh lòng thương làm nên con người Đức Giêsu, hay là nói cách khác, Chúa Giêsu hiện diện ở đâu thì ở đó con người cảm nhận chạnh lòng thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để tiếp nối sứ mạng chạnh lòng thương nơi trần gian, Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội. Vì vậy, giáo hội cũng phải biết chạnh lòng thương như Thầy Giêsu. Trước hết, giáo hội chạnh lòng thương mình. Giáo hội chạnh lòng thương con cái của giáo hội như bầy chiên cần được chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo. Đây là nhiệm vụ giáo hội nhận trực tiếp từ Chúa Giêsu: hãy chăm sóc chiên của Thầy. Là các Kitô hữu, chúng ta được giáo hội chăm sóc về đời sống thiêng liêng. Kho tàng thiêng liêng lúc nào giáo hội cũng sẵn sàng mở ra cho chúng ta là con cái của giáo hội, bởi vì giáo hội là mẹ chúng ta. Chẳng hạn lúc này, khi không thể tham dự thánh lễ như bình thường được vì dịch Covid-19, thì giáo hội đã liệu cho chúng ta để có thánh lễ trực tuyến. Là những con chiên, chúng ta được nuôi dưỡng để không ngừng lớn lên về đời sống đức tin. Vì thế, các Kitô hữu thường xuyên được dạy bảo và đào tạo để họ trưởng thành. Kế đến, giáo hội chạnh lòng thương con người. Giáo hội Công giáo là giáo hội của người nghèo. Chúng ta gọi như vậy không hề sai một chút nào. Từ cộng đoàn giáo hội sơ khai, các tông đồ và các Kitô hữu đầu tiên đã quan tâm đến những người nghèo. Và rồi khi tin mừng được loan báo đến khắp các vùng miền ở trên thế giới, thì đi đến đâu cái đối tượng tiếp cận của giáo hội vẫn là những người nghèo. Cho dù gương mặt của giáo hội có nhiều thay đổi, lúc rạng rỡ, lúc lu mờ, nhưng trong mọi hoàn cảnh, giáo hội vẫn noi gương Thầy của mình, sống chạnh lòng thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là con giáo hội, chúng ta cũng được mời gọi sống chạnh lòng thương. Trước tiên là hãy chạnh lòng thương mình. Là các Kitô hữu, chúng ta được dạy là hãy lo cho mình được hưởng ơn cứu độ. Vậy bên cạnh Chúa và giáo hội, người giúp chúng ta đắc lực nhất chính là bản thân mình. Chúng ta hãy chạnh lòng thương mình để quyết tâm hơn trong việc chăm sóc đời sống đức tin cho chúng ta và làm cho chúng ta trưởng thành hơn ở trong tương quan đối với Chúa. Kế đến, hãy chạnh lòng thương người. Là con giáo hội, chúng ta hãy chạnh lòng thương giáo hội, bởi vì giáo hội là một cộng đoàn gồm những con người. Bởi vì giáo hội là mẹ của chúng ta, hãy bảo vệ và giúp đỡ giáo hội trong những lúc khó khăn. Khi giáo hội đang bị đủ các thế lực tấn công,
là anh chị em trong Chúa Kitô, chúng ta hãy chạy lòng thương những người thân, những người dưới quyền mình, những người mình có trách nhiệm, những người đang gặp đau khổ, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu mà sống không chạy lòng thương với mình và với tha nhân, chúng ta khó có thể nói mình là con Chúa và con giáo hội được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng và ai nấy đều được ăn no nê. Phép lạ này xuất phát từ hành động chạy lòng thương. Và thật sự anh chị em thấy cả cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã thương xót trước sự bơ vơ, cô đơn, đau khổ, bệnh tật và cái chết của con người. Theo Chúa Kitô, giáo hội đã sống chạy lòng thương để chăm lo cho đàn chiên giáo hội đã được trao phó và loan báo tin mừng cho đối tượng cần quan tâm nhất và Chúa cũng quan tâm, đó là những người nghèo. Theo Chúa Kitô, chúng ta phải sống chạy lòng thương, chạy lòng thương mình và chạy lòng thương người khác, những người đau khổ. Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ và cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết chạy lòng thương như Thầy Giêsu.